Xin chào anh chị đã quay trở lại với bản tin phân tích thị trường tuần từ ngày 12 cho đến ngày 16 tháng 9 của kênh chứng khoán Minh Phụng. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào việc phân tích kịch bản của chỉ số chung của thị trường VN Index trong cái thời gian sắp tới, cũng như là việc anh chị cùng mình chúng ta sẽ lọc ra một số cái nhóm cổ phiếu tích cực để các anh chị có thể tham gia. Và chúng ta có thể xem xét cái việc là giải ngân với cái tỷ trọng phù hợp ở trong những cái giai đoạn thị trường của chúng ta đang chấp nhận cái việc trả về những cái mức chiết khấu tốt hơn để có thể kích thích một cái luồng dòng tiền mới tham gia vào thị trường. Thì ở trên màn hình các anh chị thấy là đây là một số cái nhóm cổ phiếu cũng như là một số cái khuyến nghị của mình cho các anh chị nhà đầu tư trong room VIP mà có khuyến nghị ở trong khoảng thời gian là khoảng 13:46 phiên ngày thứ sáu hôm trước, thì mình có lọc ra một số nhóm cổ phiếu tương đối là tích cực, ví dụ như là nhóm bất động sản này. Bất động sản thì có thể chú ý được các cổ phiếu như là Đất Xanh, DIG hoặc là HDG, nó cũng đang giữ nền rất là tốt, rất là chặt. Tuy nhiên HDG đoạn này thì cái xu hướng chính là giữ nền và chưa có cái dòng tiền đột biến, như vậy thì nó vẫn đi ngang là chính. Còn để mà đột phá thì hai con cổ phiếu đó là Đất Xanh và DIG thì khả năng nó sẽ mang lại những cái điểm nhấn nhiều hơn. Còn đối với cái nhóm bất động sản khu công nghiệp thì các anh chị có thể chú ý được các cổ phiếu như là IDC, KBC thì thời gian vừa qua nó bị gãy điều chỉnh rất là sâu. Do vậy thì nếu vào nhịp này thì chúng ta cũng chủ yếu đánh chính ở đây là cái nhịp lướt ngắn hạn, lướt sóng tê cạn rồi chúng ta thoát ra. Chứ còn về để mà nó quay trở lại xu thế uptrend thì nó cần phải một cái thời gian tích lũy trở lại cái dòng tiền nữa thì nó mới uptrend được đối với cái con KBC này. Do vậy thì con KBC này có đầu tư thì cũng đánh với cái mức độ lưu ý là chúng ta ngắn hạn và lướt sóng tê cạn thì nó sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra thì một số cái nhóm cổ phiếu khác cũng tương xứng đó, trong cái phiên cuối tuần thì chúng ta thấy là bật mạnh vẫn là cái nhóm dầu khí, nhóm này vẫn ưu tiên. Nhóm dầu khí mà giữ nền tốt thì chúng ta thấy là có BSR. Ngoài ra thì để mà tăng trưởng và cái mức đà tăng giá mạnh nhất trong cái nhóm dầu khí này phải kể tên đó là cái con BVD. Thì hai cái con BSR và con BVD này thì có thể được chọn lọc trong cái nhịp mà các anh chị đánh gom trong những cái giai đoạn thị trường rung lắc điều chỉnh thì hai con này tương đối là tốt. Ngoài ra thì có thể chọn thêm một số nhóm cổ phiếu như là nhóm thủy sản như là VHC, ANV cũng tương đối là tích cực. Còn những cái nhóm khác ví dụ như là nhóm chứng khoán này. Thì cái nhóm chứng khoán hiện tại cái dòng tiền nó còn đang yếu, do vậy thì mình sẽ dành thời gian để mình theo dõi thêm một tí. Còn cái nhóm bán lẻ này, bán lẻ cũng tương đối là tích cực, tuy nhiên giá trả về cái chiết khấu chưa thực sự là tốt để mình tham gia trở lại. Các anh chị có hàng nhóm bán lẻ thì chúng ta nắm giữ lại được những cái con rất là khỏe như là DGV kép thế giới di động này, FRT rất là đẹp trong cái nhóm bán lẻ. Tuy nhiên thì để mua mới thì cái nền chiết khấu nó không bằng những cái nhóm cổ phiếu như là bất động sản công nghiệp hoặc là dầu khí. Còn cái nhóm bán lẻ bây giờ thì chỉ có hàng thì các anh chị nắm giữ lại được để các anh chị tham gia. Thì đây là một số cái khuyến nghị của mình đồng hành cùng với các anh chị. Còn đoạn trước thì có khuyến nghị thêm một số cái cổ phiếu khác, ví dụ như là NT2, BOW cũng như là các cái cổ phiếu nhóm đầu tư công, chúng ta thấy là Đạt Phương, C4G rất là tích cực trong những cái giai đoạn vừa qua. Thì cũng hy vọng là cái thời gian trong tuần sắp tới thì những cái cổ phiếu này nó sẽ mang lại được cái lợi nhuận cho các anh chị nhà đầu tư thành viên trong room VIP của chúng ta. Như vậy thì để tham gia được room VIP thì rất là đơn giản, anh chị chỉ mở một cái tài khoản chứng khoán của công ty VBS, trong đó có cái ID của mình 9778 để mình quản lý các anh chị, thì các anh chị sẽ được tham gia vào room VIP, nhận những cái khuyến nghị mới kịp thời để các anh chị tham gia vào thị trường một cách tốt hơn. Mọi thông tin có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0798979648 là được anh chị hoàn toàn miễn phí. Các anh chị sẽ được tham gia vào room VIP, nhận những thông tin, nhận những khuyến nghị từ trong room của chúng ta. Như vậy thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một số các phân tích chính đến từ thị trường. Thì các anh chị thấy là từ tuần 12 cho đến từ tuần 16 thì chúng ta sẽ được một cái dòng tiền mới nó chảy vào để nó kích thích. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái xu thế gọi là cái xu thế phục hồi T cộng trong ngắn hạn. Do vậy thì để mà lao vào cái nhịp T cộng này phù hợp thì cái phiên mua của chúng ta nó đã xảy ra từ cái phiên thứ 5 và cái phiên thứ 6 của cái tuần này thì chúng ta đã mua rồi. Để sang tuần hàng nó về T2 cộng 5 thì chúng ta thấy là gần như là chúng ta sẽ có đủ cái lượng cổ phiếu nó về danh mục mà chúng ta có thể lướt được trong T cộng là hợp lý các anh chị ha. Còn những cái nhóm cổ phiếu đáng chú ý thì như mình đã nhắc anh chị là những cái nhóm đã chỉnh trả về cái chiết khấu tốt thì hoàn toàn có thể cân nhắc cái việc tham gia vào, như là bất động sản khu công nghiệp, rồi cái nhóm dầu khí này nó cũng có những cái chiết khấu rất là tốt. Ngoài ra thì chú ý thêm những cái nhóm như là thủy sản,
Nhóm bán lẻ thì chúng ta thấy là nó đang tăng tốt, nó chưa có cái đà cái chiết khấu cao. Tuy nhiên thì những cái nhóm này nó có trong cái danh mục thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ lại. Nhóm chứng khoán dòng tiền còn yếu một tí, do vậy thì mình sẽ xem xét thêm. Còn đối với nhóm ngân hàng thì dòng tiền đang bị điều chỉnh, rơi vào xu hướng điều chỉnh. Do vậy thì nhóm ngân hàng cũng theo dõi thêm. Chưa có cái chiến lược chúng ta quay trở lại cái điểm mua đối với các cái nhóm này. Còn những cái nhóm tích cực trên này thì có thể cân nhắc cái việc tham gia. Nhóm hai nhóm ở phía bên dưới này thì theo dõi thêm để xác nhận cái dòng tiền nó có thực sự là chảy vào hay không các anh chị ha. Như vậy thì trước khi mà tham gia và giải ngân dòng tiền cũng như là cái số tiền của các anh chị vào cái cổ phiếu, thì ở trong cái video trước, cái video công chiếu ngày 7 tháng 9 của kênh chứng khoán Minh Phụng này đây, thì các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký các anh chị ha, subscribe kênh của chúng ta để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn dành cho các anh chị nhà đầu tư. Thì chúng ta lưu ý, dù sao đi nữa thì thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái nhịp tăng giảm rung lắc, nhất là khi mà nó đã chạm vào cái kênh điều chỉnh, kênh phục hồi ở trên này. Nó tại ngay những cái vùng Fibonacci 1340, 1350 thì gần những cái vùng đó là chúng ta phải có cái chiến lược đánh với cái mức tỷ trọng hợp lý rồi, 30-40% tỷ trọng NAV. Nó khác những cái giai đoạn tăng vào cái giai đoạn uptrend của thị trường thì chúng ta đánh full margin, hoặc là chúng ta đánh full 100% NAV thì nó vẫn mang lại lợi nhuận, và nó sử dụng cái tính chất đòn bẩy tốt thì nó mang lại lợi nhuận cao cho chúng ta. Còn những cái giai đoạn trong sóng điều chỉnh này thì các anh chị lưu ý là chúng ta cố gắng quản lý ở cái mức dưới 50% tỷ trọng NAV. Đánh chắc chắn hơn nữa thì nắm giữ ở cái mức 30-40%, tại vì cái giai đoạn này các anh chị lưu ý là cái xác suất đầu tư của chúng ta nó sẽ khó hơn những cái giai đoạn mà thị trường uptrend trong một cái đoạn dài á, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đoạn này thì tất nhiên là rất là khoai, cũng như là khó, từ cái việc khó cho cái việc chọn lọc cổ phiếu này, chọn lọc nhóm ngành, chọn lọc cổ phiếu, chọn lọc điểm mua thì tất cả nó đều khó. Do vậy thì chúng ta phải quản lý bằng cái cách là hạ tỷ trọng của các anh chị tham gia vào trong những cái mức độ phù hợp ở trong này. Thì đó là cái đánh giá của mình. Thì về cơ bản chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào chỉ số VN-Index này. Anh chị thấy là sau những cái giai đoạn mà nó cứ tích lũy đi ngang quanh cái vùng cản 1290-1280 như này á, thì bắt đầu có 2-3 phiên, chúng ta thấy là có 2-3 phiên liên tiếp thị trường của chúng ta xác nhận là đánh thủng cái mốc hỗ trợ phía bên dưới này bằng những cái cây nến Marubozu màu đỏ kết hợp với khối lượng bán nó rất là mạnh như thế này. Tức là nó đang chấp nhận trả về một cái mức chiết khấu tương đối là tốt hơn để có thể kích thích một cái dòng tiền mới quay trở lại. Và do vậy thì khi mà thị trường điều chỉnh như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ rất hiệu quả, đó là cái thước đo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật, để chúng ta tìm những cái điểm hỗ trợ tối ưu trong cái quá trình điều chỉnh. Thì như vậy thì những cái nhịp gãy như thế này được mình đánh giá những cái vùng hỗ trợ tối ưu, thì các anh chị có thể thấy trên này đây, chúng ta thấy là cái mốc đầu tiên ở trên này chính là cái mốc 0.5, hoặc là cái mốc gần hơn nữa đó là cái mốc sát nền của cái đám mây Kumo ở đây. Thì nó từ vùng 1220 cho đến vùng 1230. Như vậy thì trong cái khu vực này chúng ta sẽ xác định nó sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị ha. Nó sẽ là cái đoạn gọi là đoạn hỗ trợ kỹ thuật. Thì cái này gọi là hỗ trợ Fibo, hỗ trợ của cái chuỗi dãy Fibo thì chúng ta sẽ gọi là hỗ trợ Fibo. Thì nó nằm trong cái khu vực 1230 này cho đến khu vực 1220, nó nằm trong khu vực này thì mình có đánh dấu tại đây. Còn nếu như thủng cái vùng này thì nó sẽ về một cái mức tâm lý mạnh hơn. Tuy nhiên cái mốc tâm lý này chúng ta đánh giá là nó chưa thể xảy ra được, tại vì nó vẫn giữ được cái mốc hỗ trợ Fibo 1230. Còn cái mốc tâm lý ở phía bên dưới này phải kể đến là cái mốc 1200. Thì đây là cái mốc tâm lý, các anh chị lưu ý đây là cái mốc tâm lý chứ không phải là cái mốc kỹ thuật. Mốc tâm lý. Thì cái mốc tâm lý này nó nằm ở cái khu vực 1200. Và chúng ta có thể kẻ một cái đường thẳng ra phía bên này để chúng ta xác định là nó còn có một cái mốc tâm lý cực kỳ mạnh ở phía bên dưới này nữa, đó là cái vùng 1200 của chỉ số VN-Index. Còn phía bên trên này này thì chúng ta đang được hỗ trợ bởi cái mốc hỗ trợ Fibo 0.5 tương ứng với vùng 1230-1220. Thì đoạn này nó sát cái nền mây và chúng ta thấy là đã có những cái phản ứng tương đối là tích cực rồi. Tất nhiên thì mình đánh giá đây là con sóng hồi, sau khi nó chạm vào cái mốc hỗ trợ về mặt kỹ thuật Fibo á, thì nó sẽ hồi lên đây. Thì chắc chắn hồi lên trên đây nó sẽ gặp một trong những cái cản đầu tiên, đó là cái cản kỹ thuật của cái đường MA20, chính là khu vực 1260-1270 phía bên trên này các anh chị ha, cũng như là cái cây nến dài ở phía bên này. Do đây trên này thì chúng ta sẽ gọi là ngưỡng cản ha, vùng cản này. Như vậy thì với cái việc phân tích như thế này, thị trường của chúng ta sẽ có một cái con sóng lùi về
vùng 1230-1220 rồi sau đó phản hồi lên cái vùng cản 1260 phía bên trên này, test lại cái vùng MA20 trước khi bóp cái banh của dãy chỉ số Bollinger Band vào. Còn về trong cái xu hướng và trong thế may thì hiện tại giá chỉ số VN Index đang về cái vùng nền may khá là đẹp, và chúng ta thấy là cái thế này vẫn là cái thế may tăng, vẫn cho cái xu hướng uptrend được, tức là nó điều chỉnh mà giảm 2 cho đến 3 phiên như thế này đấy, thì chiết khấu tốt hoàn toàn các anh chị có thể tham gia một cái nhịp lướt được đó. Bởi lẽ như vậy thì trong room của mình á, thì mình mới khuyến nghị những cái điểm về các cái nhóm như là bất động sản công nghiệp, hoặc là những cái nhóm dầu khí, nhóm thủy sản đó, thì một số cái cổ phiếu các anh chị có thể chọn để thăm dò. Tất nhiên là chúng ta thăm dò và giải ngân ở cái mức quản lý tỷ trọng 30-40% thôi, không đánh lớn ở trong cái giai đoạn này. Mình không khuyến nghị cái việc anh chị phải đánh toàn bộ tài khoản hay là dùng margin, thì cái điều đó không nên các anh chị ha. Rồi mình sẽ đi nhanh vào việc phân tích cổ phiếu của các cái nhóm ngành này, bao gồm nhóm bất động sản thì mình sẽ phân tích cái nhóm đất xanh. Thì các anh chị hãy cùng mình chúng ta nhìn vào trong cái bảng quản lý danh mục của mình này. À, hiện tại mình vẫn đang sử dụng ID 9778 ở Hồ Chí Minh và ID 8331 ở Hà Nội của công ty chứng khoán VBS. Thông tin dành cho các anh chị nào cần. Chúng ta sẽ ra cái bảng Excel này vào trong cái nhóm bất động sản. Thì nhóm bất động sản các anh chị thấy là cái nhịp vừa qua nó, đoạn trước video trước thì mình đã show cho các anh chị việc những cái nhóm này nó đang tiêu cực, thì bây giờ đã có những cái tín hiệu hồi phục tương đối là tốt đến từ các cổ phiếu. Chúng ta thấy là những cái con hồi phục mạnh như là Vinhome, Đất Xanh, Nam Long. Ở ngoài ra thì ở phía bên dưới này thì các anh chị có thể chú ý thêm các cổ phiếu như là HDG hoặc là DIG là những cái cổ phiếu hồi phục tốt trong cái nhóm bất động sản, thì chúng ta có thể chú ý được. Tại vì nhóm bất động sản vừa qua thì nó cũng điều chỉnh cũng tương đối là sâu và nó trả về cái nền chiết khấu tương đối là ổn rồi. Ví dụ riêng về cái con Đất Xanh này thì các anh chị thấy là cái chiết khấu nó trả về cái mốc 0.5 của dãy Fibonacci. Tất nhiên là cái thước này các anh chị phải kéo và đo đúng cái nền định giá của nó thì nó mới đẹp được. Chúng ta thấy là về đâu đó vùng 24 cho đến vùng 23X là tương đối là đẹp, và nó lấp cái khoảng gap tại đây luôn đối với cổ phiếu của Đất Xanh. Thì đó là một trong những cái điểm chúng ta gọi là kết hợp lại, và các anh chị có thể cân nhắc cái việc tham gia quanh cái vùng này. Rồi mình xin note ở đây là cái điểm để các anh chị có thể tham gia vào ha, để các anh chị có thể tham gia vào. Đó, thì cái vùng này cũng tương đối là đẹp rồi để chúng ta tham gia với kỳ vọng là chúng ta bắt tại đây. Thì nó hồi về cái mức MA20 thì đâu đó là vùng 27X, thì cái mức lợi nhuận tương xứng là khoảng trên 10%, loanh quanh 10% cộng trừ. Nếu như chúng ta bắt tốt á, thì có khoảng là lợi nhuận 10%. Còn nếu như chúng ta bắt tệ một tí, tức là nó tăng cao rồi chúng ta mới nhào vô, thì cái mức nó dưới 10% thì chúng ta có thể nôm na được cái vùng này. Đánh đổi tỷ lệ cắt lỗ là 5% và cái tỷ lệ lợi nhuận là 10%. Như vậy thì cái biên an toàn của chúng ta khá tốt trong cái trường hợp chúng ta đánh vào cái nhóm bất động sản. Ở đây mình đang mô tả và phân tích con Đất Xanh. Xét về Đất Xanh thì mình thấy là nó xây dựng nền tăng trưởng đoạn đầu rất là tốt, tuy nhiên thì có phần hơi vội vã. Chúng ta thấy là từ cái đáy này vùng 17 tăng lên cho đến vùng 29, tức là mức tăng trưởng khoảng gần 70%, sau đó đánh một cái nhịp điều chỉnh lùi về sát cái nền cân bằng ở đây, thì định giá là vùng 22 cho đến vùng 23 là đẹp. Tuy nhiên do có cái sự rút chân, do vậy thì từ cái vùng 24 nó đã mở một cái điểm mua ở trong này rồi, gọi là điểm mua thăm dò. Còn nếu mà cái trường hợp nó đánh về sát cái vùng 22 đó thì chúng ta sẵn sàng chúng ta gia tăng thêm, tại vì chúng ta mới chỉ vào một phần cái tỷ trọng thôi. Do vậy thì cái vùng 23, 24 cộng trừ đây này là cái mốc gọi là cái mốc thăm dò. Còn xuống dưới cái mốc này mà đánh xuống cái mốc 22 nữa thì là cái mốc gia tăng luôn. Đó, như vậy thì Đất Xanh đoạn này thì chúng ta thấy là nó trả về cái mức chiết khấu tương đối là đẹp rồi. Chúng ta không cần phải quá kỳ vọng cái việc là bắt cho nó trúng đáy. Tuy nhiên nó trả về một cái mức chiết khấu hợp lý này, biên an toàn đủ cao là chúng ta đủ tham gia rồi các anh chị ha. Không cần phải quá căng ke, không cần phải quá khắc nghiệt với cái việc là phải đón cho trúng đáy, bắt mua ngay cho trúng đáy, thì cái điều đó rất khó và nhiều khi chúng ta có thể bỏ lỡ những cái cơ hội đáng tiếc. Tiếp theo đó là DIG. Đất Xanh thì ngoài Đất Xanh thì cũng HDG mình có khuyến nghị đây. Mình khuyến nghị tại vì cái bản chất của HDG cái đoạn này cái vùng nền rất là đẹp. Và quan trọng là các anh chị thấy là nó đang đi cái đoạn nền 3, đoạn nền 2 này. Đây là cái nền thứ hai của cổ phiếu HDG, và ở phía bên trên này là nó đang đi trong cái đoạn nền 3. Và các anh chị lưu ý những cái cổ phiếu mua trong cái đoạn nền 2, nền 3 mà có cái xu hướng điều chỉnh là những cái nền rất là tốt các anh chị ha, những cái nền rất là chắc, tại vì nó sẽ hạn chế cái khoảng thời gian tham min chúng ta chờ dòng tiền vào.
Khi mà nó đã xây được nền 2 và nền 3 thì cái dòng tiền nó chờ ở trong này nó đã rất là lớn rồi. Và nếu như mà thị trường tốt một cái nữa là xu hướng nó sẽ bật lên cao. Đó. Rõ ràng là nếu như mà xét về cái điểm mua Fibo á, thì HDG chúng ta đang mua những cái vùng rướng ha. Chúng ta đang mua những cái vùng rướng, tại vì nếu mà giá mua đẹp nhất của HDG là nó phải về sát cái nền hai tích lũy này, đâu đó là vùng 48 cộng trừ anh chị ha, 48 cho đến 48 cộng trừ, hoặc là sâu hơn nữa đó là 46 cho đến 48 thì cái điểm mua nó đẹp hơn. Tuy nhiên là chúng ta mở vị thế mua lên quanh vùng 50x, vùng 51 cộng trừ, tại vì chúng ta đang mua ráng, tại vì cái con này nó đang tích lũy cái nền 3, thì đối với cái việc tích lũy nền 3 thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng và mua được những cái vùng 50-51 ở đây. Đó là với con HDG. Còn riêng con này thì nó đang trong cái thế may tăng và cái xu hướng nó vẫn đang tăng cao rất là đẹp anh chị ha. Nếu như chúng ta kể cái trend line ở đây ra thì cái trend line này vẫn chưa bị đánh gãy, nó vẫn đang giữ được trend line. Cái việc chúng ta mua quanh cái vùng 50 cộng trừ 51 ở đây là có mốc hỗ trợ Fibo này, và thứ hai đó là có mốc hỗ trợ của trend line kết hợp lại thì cái vùng này cũng tương đối là đẹp về mặt phân tích kỹ thuật ha. Con DG mà trong phiên hôm trước mình khuyến nghị anh chị mà anh chị bắt khéo về cái vùng 33x ở đây thì cuối phiên nó đóng nến lên đã có ngay cái lợi nhuận 9-10% trong phiên rồi. Nếu anh chị bắt khéo được con DG này thì nó đã có cái mức lợi nhuận trong phiên rất là tốt. Và chúng ta thấy là nhóm bất động sản đoạn trước thì chỉnh hơi nặng và đoạn này thì đã có những cái dấu hiệu phục hồi rồi, thì bây giờ mình sẽ đo một cái khoảng đo đối với cổ phiếu DG thì chỉnh về trả về chiết khấu rất sâu, đạp về tới cái vùng 0.618 của cái cây thước Fibo này này rồi nó mới phản hồi lực lên. Như vậy thì chiết khấu mà mua được quanh cái vùng 35 cho đến cái vùng 33 ở đây là rất là cái đẹp rồi. Chiết khấu mà mua được quanh cái vùng 35 cho đến cái vùng 33 của DG là rất là đẹp rồi các anh chị ha. Đó, thì chúng ta mua trên này thì có khả năng nó sẽ phản hồi và nó tăng lên lại cái mốc 39x40 đối với cổ phiếu DG. Và cái điểm mua này thì trong room mình có khuyến nghị các anh chị về cái điểm mua đối với cổ phiếu đất xanh là từ cái vùng 236 cho đến vùng 246. Điểm mục tiêu đó là vùng 265 và vùng 297. Còn điểm cắt lỗ đó là vùng 23.4, cắt 1/2 và cắt hết nếu thủng 22.4. HDG mình có khuyến nghị quanh vùng 49.8 cho đến vùng 51x. Điểm mục tiêu đó là vùng 55.9, điểm mục tiêu 2 đó là 62.5. Còn về khoảng cắt lỗ là chúng ta cắt nếu như vi phạm vùng 49.3 1/2 và chúng ta sẽ cắt hết nếu như thủng vùng 47.2. Đó là cái nhóm bất động sản thì mình có nêu ra hai cái đặc điểm của con đất xanh và con HDG. Và ra thì chúng ta còn có con DG này, con này cũng đang hồi phục và có những cái điểm mua cũng như chiết khấu rất là đẹp rồi. Một con nữa có thể chú ý đó là con Vinhome. Vinhome đoạn vừa rồi thì đánh tích lũy là chính, tuy nhiên hiện tại thì Vinhome đang xây cái khu vực nền ba đáy thì cũng tương đối là chắc chắn. Tuy nhiên mua con này thì nó hơi chậm, tại vì nó thuộc nhóm điều tiết, nhóm cổ phiếu của Vin, do vậy thì nó điều tiết và đánh hơi chậm so với đất xanh, so với DG hoặc là so với Nam Long hoặc là so với HDG các anh chị ha. Và một con nữa đó là Nam Long. Sẵn thì chúng ta phân tích luôn. Rồi, qua đây thì mình vẽ cây thước Nam Long thì Nam Long đang trở lại cái nền cân bằng 39-40. 39-40 là cái nền cân bằng của Nam Long và lanh quanh cái đoạn này thì quanh cái nền cân bằng thì chúng ta mua được rồi, cũng rất là đẹp đối với Nam Long. Cái thế may á thì thế may đây vẫn là cái thế may tăng đối với cổ phiếu của Nam Long anh chị ha. Ở trên này nó sẽ tích lũy và nó đi nền, và khi nào nó bứt thoát cái vùng 40.5 cộng trừ thì nó sẽ đủ cái dòng tiền vào để nó chạy. Còn đây là cái kênh trendline của Nam Long, nó bị đánh gãy ở cái phiên cái nến xuyên thủng qua. Tuy nhiên với cái nền may và cái thế may này nó đang có hỗ trợ rất tốt quanh cái khu vực giá 39.0, tức là không thủng 39.0 thì vẫn còn nằm trong kênh tăng, và khi mà còn nằm trong kênh tăng thì khả năng nó vẫn có một cái nhịp đánh lên tiếp theo đối với Nam Long. Đó là còn bất động sản các anh chị ha. Dòng tiếp theo mình có khuyến nghị các anh chị đó là cái nhóm khu công nghiệp và bất động sản khu công nghiệp. Thì nhóm bất động sản khu công nghiệp đoạn này chúng ta đánh được những cái cổ phiếu như là EDC. EDC mình có khuyến nghị này, mình có khuyến nghị vùng ở đây mình xem lại thôi coi, vùng 55.9 gần vùng 56 cộng trừ, tức là quanh cái mé này này. Đó, quanh cái mé này là mình đã khuyến nghị mua, các anh chị mua rồi. Thì cái cây nến này nó đang vẽ ra cái hình dạng là cây nến Morningstar các anh chị ha. Nó chính là cái cây đảo chiều á. Tuy nhiên chưa có xác nhận đâu, nó chỉ mới bước đầu thôi. Nó là Morning
Start. Các anh nào, anh chị nào theo cái bài học khóa học chứng khoán thực chiến của mình thì những cái này anh chị nắm rất là rõ rồi. Nó chính là cái cây Morningstar. Tuy nhiên để xác nhận cây Morningstar thì phải có một cái cây nến tan chấp ở đây, chấp lên. À, tức là tăng đâu khó có từ 3 cho đến 4% xác nhận nữa là đẹp, đó là cây nến Morningstar đối với IDC. Còn riêng IDC á, còn riêng IDC thì các anh chị nhìn vào các chất kỹ thuật thì đoạn trước nó tăng rất là mạnh rồi, từ cái vùng 40 mà nó tăng lên đến cái vùng 67, tức là cái mức độ tăng là khoảng 70%, đúng không? 70% nó rất là giống đối với con đất xanh lúc nãy. Thì cái việc mà nó điều chỉnh liên tục trong cái giai đoạn vừa qua, gãy luôn cả cái vùng ngắn hạn MA20, mở cái band về phía hướng đầu trend như thế này, thì những cái việc điều chỉnh như thế này gọi là trend điều chỉnh bình thường. Tuy nhiên á, thì các anh chị thấy là những cái cổ phiếu như là IDC tăng cao tăng mạnh như thế này thì nó hơi xa nền. Với cái việc mà nó quay trở lại cái nền trong những cái phiên gần đây, từ cái nền 55 cho đến cái nền 56-57 á, thì nó đã quay trở lại nền. Và khi cổ phiếu quay trở lại nền thì tương đối là an toàn để chúng ta có thể tham gia trở lại. Do vậy thì những cái đoạn 56-57 á, là những cái vùng có thể cân nhắc đối với những cái cổ phiếu điều chỉnh trong giai đoạn vừa qua. IDC này và có thể bắt được đây. Còn vấn đề nó hồi phục thì nó hồi phục lên đâu đó vùng 62.5 cộng trừ là nó vướng cái chỉ báo MA20 thì nó phải test lại cái vùng này đó, trước khi nó có thể vượt qua hay không thì chúng ta đánh giá tiếp. Tuy nhiên về mặt ngắn hạn thì có thể đủ sức để chúng ta lướt T cộng được đối với IDC. KDC này, KDC đoạn vừa qua các anh chị thấy là gãy mọi cái quy tắc kỹ thuật, gãy luôn tất cả mọi thứ. Tuy nhiên thì về bên này thì chúng ta mới thấy là có những cái phản hồi đầu tiên trở lại. Tuy nhiên theo mình đây là cái phản hồi ngắn thôi. Và chúng ta lưu ý KDC khi mà nó gãy về mặt kỹ thuật á thì rất là lâu để nó có thể lấy lại cái dòng tiền. Tại vì đoạn vừa qua nó đánh mất dòng tiền lớn, nó ra rất là nhiều. Ở do vậy thì KDC các anh chị lưu ý là ít hạn chế nắm giữ nha. Đánh thì cũng đánh lướt tê thôi, lê cộng là chính thôi. Chúng ta vào là chúng ta phải bắt trúng nhịp, còn những cái nhịp sau mà anh chị muốn vào thì chúng ta không nên bắt nữa, tại vì cái giá nó không phải là cái hỗ trợ tốt nhất để chúng ta tham gia. Hỗ trợ tốt nhất là từ 30-31 thì nó đẹp hơn, chứ còn lên mà nó tăng ở trên này mà anh chị đu bám nữa là chúng ta rất khó cho cái nhịp T cộng đối với KBC ha. Ok chưa? Tiếp theo đó là nhóm dầu. Anh chị thấy là nhóm dầu đoạn này có thể tham gia được cái nhóm dầu này, nhóm khu công nghiệp này. Thì mình rà một tí thì nó có những cái con như KBC hồi phục này, VCG hồi phục, VGC hồi phục, C2I hồi phục. Đó thì chú ý những cái con hồi phục đầu tiên, những cái con khỏe hồi phục đầu tiên á thì muốn tham gia thì cân nhắc. Còn cái điểm mua những cái con này mình không có khuyến nghị. Tuy nhiên các anh chị muốn thì có thể cân nhắc liên hệ với mình để mình trao đổi và cho một số cái điểm mua để các anh chị có thể tham khảo được ha. Tiếp theo đó là cái nhóm dầu khí. Thì nhóm dầu khí các anh chị thấy là trạng thái hồi phục đều cả này. Như vậy thì dòng tiền nó đang đổ vào cái nhóm dầu khí đầu tiên. Trong những cái nhịp mà nó đánh xuống thì nó đang đổ vào cái nhóm dầu khí đầu tiên. Như vậy thì câu chuyện đây mình phân tích là mình có khuyến nghị là con BSR và cả con BVD. Con BSR này thì chúng ta khuyến nghị con này vẫn đang trong cái trạng thái tích lũy là chính. Do vậy thì đánh thì cũng chậm hơn con BVD rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì nó có điểm mua, tại vì nó sát cái vùng 23.7 cộng trừ này thì nó là cái hỗ trợ của cái hộp Davat, của cái khu hình chữ nhật này, thì nó là hỗ trợ thì chúng ta mua vào đây được. Tuy nhiên anh chị lưu ý thì con này nó đang giai đoạn tích lũy, vướng cản trên 26-27 cũng rất là nhiều. Do vậy thì nó cũng chỉ tăng thì tăng nhẹ thôi, tăng mạnh, tăng nóng thì phải kể đến BVD. Đây, rất là mạnh, nó chỉ điều chỉnh nhẹ về khu vực 19 cộng trừ ở đây rồi nó phóng lên luôn. Chúng ta thấy là kết phiên nó còn tăng tím mà, tăng trần, và nó đã vượt qua MA20. Đó, do vậy thì anh chị muốn đánh nhanh, đánh mạnh thì con BVD ưu ái. Còn nếu như mà đánh về mặt lâu dài, chậm một tí thì con BSR là lựa chọn cho các anh chị. Hai cái con nhóm dầu thì mình ít khi đầu tư, ít khi khuyến nghị lắm. Tuy nhiên khi nó đạt được trạng thái thì mình có thể khuyến nghị là BSR hoặc là BVD. Hai con đó tập trung là được rồi, đó, không cần phân tán nhiều anh chị ha. Rồi nhóm cuối ở đây thì mình có tham gia đó là con VHC. VHC các anh chị ha. VHC thì chưa gãy MA20 luôn, vẫn đang nằm trên mây, trong mây, do vậy hơi chậm một tí. Thế mây thì vẫn là cái thế mây tan thôi, do vậy thì chúng ta an tâm đánh những cái con này không sợ. Tại vì thế của nó là tan, nó không gãy được, chưa gãy được. Trend line cũng là uptrend này. Đó, thì nó về đây là mua được, đâu đó 88.5 mua được. Còn nó tăng thì tăng chậm một tí anh chị ha, lên đâu đó tầm 93-94 mục tiêu. ANV. ANV thì cái thế may nó tốt hơn, may nó mỏng, tức là ít cản hơn so với con VHC lúc nãy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó vẫn đang nằm dưới MA20 nha. Để mà xác nhận tốt hơn với cái nến Morningstar ở đoạn này, Morningstar
Lưu ý cho anh chị nào về cây nến Morningstar là cây nến của mẫu đảo chiều. Trong cái phương pháp Tri Action á thì nó là mẫu đảo chiều. Tuy nhiên con này mà để xác nhận Morningstar thì nó phải đóng nến phiên sau, nó đóng nến và nó tan qua vùng 22 thì mới có xác nhận. Còn như thế này là chưa có xác nhận anh chị ha. Đó, như thế này là mới hình thành thôi chứ chưa xác nhận. Khi mình đã xác nhận là phải đóng nến trên 22. Khi đóng nến trên 22 thì nhẹ nhàng rồi, con này có thể chạy tiếp ANV. Đó. Thì đó là một số cổ phiếu, một số cái nhóm ngành chú ý. Qua đây mình phân tích thêm cái nhóm chứng khoán này. Rồi, mình xem vào cái nhóm chứng khoán, chúng ta nhìn vào cái bảng danh mục nhóm chứng này. Chứng khoán nó yếu hơn một tí nha, yếu hơn một tí đó, yếu hơn một tí, vẫn chưa hồi phục nhiều. Thì dòng tiền nó vẫn còn đang rất là ken ke đối với cái nhóm chứng khoán, tuy nhiên chỉ có một vài cổ hồi phục thôi. Thì chú ý được con VCI này, chú ý được con VND này, SSI vẫn còn yếu lắm các anh chị ha. Thì đoạn trước nhóm chứng khoán mình có các anh chị là thăm dò ở mức độ dần, chia vốn nhỏ những cái con như là SSI. Thì SSI đang giữ được cái mốc hỗ trợ này, đó là cái vùng 22 thì tương đối là đẹp rồi. Nếu giữ được này đi lên thì khá là ổn với cái mức hồi phục lên vùng 24. Tuy nhiên dòng tiền hơi yếu, theo mình đánh giá là yếu, yếu hơn VND. Đó, VND khỏe hơn. VND vẫn nằm trên cái thế rất là đẹp, đó là cái mốc 20 cộng trừ. Mà VND giữ được cái mốc 20 cộng trừ thì VND khả năng khỏe hơn SSI rất là nhiều. Khỏe nhất là phải kể đến con VCI. Con này khỏe hơn nhiều, con này thì không chỉnh vào trend luôn. Con này vẫn còn đang giữ trên cái vùng tích lũy. Con này khỏe. Khỏe nhất là phải kể đến VCI hoặc là VIP để mình coi VIP đoạn này còn khỏe không nha. VIP này. À, VIP thì chỉnh, VIP thì tương ứng như là VND, quýnh VND hay là đánh VIP tương tự như nhau, tại vì chắc nó xem bồ, nó xem với nhau. Đó, nó xem. À, còn yếu thì SSI hơi chậm một tí, theo mình đánh giá hơi chậm một tí ha. Do vậy thì các anh chị có giải ngân thì ưu tiên VCI, rồi sau đó là qua VND hoặc là VIP. Hai con này chặt y chang nhau luôn, y chang nhau. Cuối cùng mới là SSI. SSI đoạn này hơi nặng một tí, nặng mông một tí ha. Rồi đó là dòng chứng. Còn cái dòng nữa, dòng banh. Dòng banh thì đoạn này vẫn còn yếu, downtrend luôn, tiêu cực nè. Banh vẫn còn yếu, theo mình banh đoạn này nó phải chờ thêm dòng tiền vào thôi. VB Bank có thể gọi là khỏe nhất trong nhóm banh đó các anh chị. Đó, VB Bank riêng con này thì vẫn bám sát MA20, chưa gãy cái trend tăng luôn. Mình kể cái trend line lên đây thì các anh chị thấy là chưa gãy cái trend tăng luôn. Đó, BID cũng chưa gãy cái trend tăng luôn. Chúng ta thấy là mới chỉ gãy cái xu hướng ngắn hạn MA21 thôi. Ở đoạn này thì vẫn đang có hồi phục. TCB. TCB chậm và yếu quá ha. TCB hơi yếu. STB như thế nào? STB thì cũng có cái STB cũng có cái chân rút lên rất là dài rồi. Những cái thế may này chúng ta thấy là phải tích lũy thêm, chưa có sự đột phá về dòng tiền. Do vậy thì riêng cái nhóm ngân hàng thì theo dõi thêm, nhóm ngân hàng theo dõi thêm. Nhóm chứng cũng vậy, nhóm chứng nhìn vậy chúng ta thấy là dòng tiền nó không đổ dồn vào. Đó, nó cũng đang phân tán rất là nhiều. Nhóm tốt phải kể đến là nhóm thép, rồi sự hồi phục của nhóm bất động sản, nhóm bất động sản khu công nghiệp. Còn cái riêng cái nhóm bán lẻ này thì nó vẫn đang ổn. Như mình đã nói là nó chưa có chiết khấu nhiều. Một số thời gian mình có khuyến nghị về DGV kép này, vẫn đang trong cái xu hướng tăng đây chứ có chỉnh gì đâu. Anh chị thấy không ạ? Nhóm bán lẻ vẫn đang rất là đẹp. Mua mới thì không có, nhưng mà để nắm giữ thì rất là thuận lợi để các anh chị đang có sẵn hàng nắm giữ. FRT cũng vậy, chưa gãy luôn MA20, chưa gãy luôn cái xu hướng uptrend. Bet như thế nào? Bet thì lại càng tuyệt vời, đang đánh cái mô hình cup and handle nữa thì hiệu quả luôn. Đó là Bet. Thế giới di động này, thế giới di động cũng ổn, vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh tích cực và vẫn còn đang trong cái trạng thái up. Đó, như vậy thì nhóm bán lẻ chúng ta thấy cực kỳ ổn định trong đoạn này. Mua mới thì hơi khó một tí, tuy nhiên để mà có hàng rồi nắm giữ thì rất là đẹp, rất là thuận lợi. Tiếp theo đó là nhóm điện nước. Một số cổ phiếu chúng ta thấy là giai đoạn này nhóm điện nước cũng đang trong cái tình trạng tương đối là khỏe, đúng không ạ? Do vậy thì nhóm điện nước thì thực sự là cũng không có điểm mua, có thì nắm giữ được những đại diện như là RE này. RE chắc cũng đang rất là đẹp, đang bền, đang đi rất là bền, tích lũy rất là chặt chẽ đó các anh chị. NT2 thì cái trend cực kỳ mạnh, vẫn đang là trend tăng. Đoạn trước mình có khuyến nghị bác NT2 vùng 27.7 cộng trừ này, mua vào hàng về chắc chắn có lời luôn. Còn bầu cũng như vậy. Tuy nhiên đoạn trước mình có bác ở trên vùng này hơi cao một tí, tuy nhiên hàng về thì khả năng là nó hồi vốn này. Còn để mà nó tăng thì nó phải thoát được cái cản 14.4 ở trên đây, phải thoát cản ra thì mới chạy được đối với con bầu, đúng không? Thì những con thủy điện khác như là VSH,
Đây cũng là một cái trend tăng rất là đẹp. Nhóm điện thì có con VSH này trend tăng cũng đang rất là đẹp, rất là đẹp. Mình xem thử TV2 có ổn hay không. TV2 cũng đang giữ trend này, các anh chị muốn mua vẫn còn cái điểm mua dưới vùng 46 cho đến vùng 45, đồ quanh đoạn này vẫn còn cái điểm mua đối với con TV2. Ghét thì như thế nào? Ghét thì cái thế may hơi gãy, hơi yếu một tí thì thôi bỏ qua. QTB, QTB thì cái thế này tích lũy thì đánh hơi lâu một tí, hơi khó ha, hơi khó đánh hơi lâu một tí thôi. Thì dòng điện thì chỉ còn những cái con như là NT2 này, VSH này, RI đó, những cái con cổ phiếu của dòng điện như vậy, chú ý vậy là được rồi ha. Rồi đó là một số cái điểm nhấn trao đổi cùng với các anh chị trong cái nội dung của video cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và chúc các anh chị đầu tư thật là tốt, thật là thuận lợi. Và nếu như muốn tham gia vào room VIP nhận những khuyến nghị nhanh kịp thời hơn trong cái những cái phiên đầu tư thì cứ liên hệ với mình hoàn toàn miễn phí để tham gia vào room các anh chị ha.